Philip Nguyễn đã từng chia sẻ rằng anh chưa bao giờ thi đấu ở một giải đấu mà có tới 4 đội bóng cùng cạnh tranh cho ngôi vương ở hai vòng đấu cuối cùng của mùa giải. Chỉ bằng nhận định đó thôi, người mộ cũng đã hiểu được rằng mùa giải V-League 2023 hấp dẫn ra sao và nhờ sự cân bằng về mặt trình độ giữa các đội bóng. Để rồi khi mà Đông Á Thanh Hóa cùng Viettel đều đánh mất cơ hội của chính mình ở cuộc đua tại V-League thì chính họ vẫn còn đó thời gian để mang về vinh quang ở trận chung kết Cúp Quốc gia, nơi mà đội bóng bản lĩnh hơn trên chấm penalty đã giành được chiến thắng. Không khó để nhận ra chất lượng đội hình của Viettel sẽ được đánh giá nhỉnh hơn so với đối thủ Đông Á Thanh Hóa trước thềm trận chung kết quốc gia 2023. Thế nhưng bù lại, lợi thế về mặt sân nhà chính là điểm tựa tinh thần vững chắc dành cho các cầu thủ xứ Thanh trước cơ hội làm nên lịch sử của chính họ. Bước vào trận đấu cùng quyết tâm cao nhất, cả Viettel lẫn Đông Á Thanh Hóa đều cho thấy họ xứng đáng có mặt ở trận đấu cuối cùng ngày hôm qua để cùng cạnh tranh cho chiếc cúp vàng. Những cơ hội đã xuất hiện dành cho cả hai đội, thế nhưng trong một trận chung kết thì sự chặt chẽ luôn là yếu tố được đặt lên hàng đầu và rõ ràng là không dễ để cả hai có thể xuyên thủng mảnh lưới của đối phương. Để rồi khi trận đấu phải kéo vào loạt penalty đầy may rủi thì đội bản lĩnh và quyết tâm đã giành được chiến thắng cuối cùng. Thành công trong cả 5 loạt sút của mình, Đông Á Thanh Hóa giành được thắng lợi thuyết phục, trong khi Bùi Tiến Dũng của Viettel bỏ lỡ cơ hội đưa đội bóng áo lính trở thành nhà vô địch. Chức vô địch của Đông Á Thanh Hóa tại giải đấu lần này hoàn toàn có thể được coi là dấu mốc lịch sử cho bóng đá xứ Thanh, khi mà đây mới chỉ là lần đầu tiên mà đội bóng này bước lên đỉnh cao của sân chơi Cúp Quốc gia và cũng là đội bóng thứ tư giành được danh hiệu này nhờ vào loạt đấu súng penalty may rủi xuyên suốt lịch sử của giải đấu. Nhiều người có thể nói là chúng tôi đã may mắn, tôi đồng ý với điều đó. Tuy nhiên tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng các cầu thủ đã tuân thủ đúng chiến thuật tôi đề ra, thi đấu một cách chặt chẽ để ngăn cản đường vào cầu môn của đối thủ. Thực sự thì đây là một mùa giải tuyệt vời và bất ngờ với cá nhân tôi cũng như là toàn đội bóng. Danh hiệu này chính là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực, cố gắng không biết mệt mỏi của tập thể câu lạc bộ này. Đó chính là những chia sẻ của huấn luyện viên Veliza Popov trong ngày mà ông đã viết nên dấu son lịch sử của câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa nói riêng cũng như là bóng đá xứ Thanh nói chung. Sau chiến thắng, tiền vệ trọng hùng của nhà vô địch Cúp Quốc gia 2023 cũng có cho mình những tâm sự rằng đây là mùa giải thành công với Thanh Hóa, huấn luyện viên Popov đã mang đến sự mới mẻ cho chúng tôi, cũng như có thêm quyết tâm vì niềm tự hào của bóng đá Thanh Hóa. Đây là danh hiệu đầu tiên của chúng tôi cùng câu lạc bộ Thanh Hóa, đặc biệt là chức vô địch lại diễn ra ngay trên sân nhà với sự cổ vũ của người hâm mộ Thanh Hóa. Đúng như tiền vệ của đội bóng xứ Thanh chia sẻ, đây có thể được xem là một thành quả tuyệt vời cho một mùa giải với rất nhiều những cột mốc đáng chú ý đối với đội bóng. Dẫu cho sẽ còn đó những tiếc nuối vì không thể cạnh tranh được một cách song phẳng với hai đội bóng thủ đô cho chức vô địch V-League ở vòng đấu cuối cùng. Thế nhưng rõ ràng, người hâm mộ xứ Thanh có lẽ cũng đã cảm thấy hài lòng về những gì mà đội bóng con cưng của họ đã làm được ở mùa giải năm nay. Nếu muốn thấy được rằng Thanh Hóa đã nỗ lực ra sao xuyên suốt hành trình mùa giải 2023, chúng ta hãy cùng ngược dòng thời gian trở về với thời điểm bắt đầu mùa giải mới. Mùa giải 2023 khởi tranh với rất nhiều những kỳ vọng của người hâm mộ và một giải đấu có tính cạnh tranh cao khi mà V-League đón chào sự trở lại của một cái tên vừa mới vừa cũ là câu lạc bộ Công an Hà Nội. Tham vọng của tân binh này sớm được thể hiện bằng việc chiêu mộ liên tiếp những hào thủ của đội tuyển quốc gia Việt Nam và cho thấy sự quyết tâm hướng tới chức vô địch. Những ứng viên cho ngôi vương khác như là Viettel FC hay Hà Nội FC cũng đều sớm cho thấy tham vọng của bản thân để có thể cạnh tranh được một cách song phẳng cho chức vô địch ở mùa giải năm nay. Trong khi đó, Đông Á Thanh Hóa lại không thể có được nguồn tài chính rủng rỉnh đến vậy để có thể chi đậm cho các tân binh hay những bản hợp đồng bom tấn trên thị trường chuyển nhượng. Đây cũng là điều mà chính huấn luyện viên Veliza Popov thừa nhận. Phải thẳng thắn nói với nhau rằng Thanh Hóa có một lực lượng khiêm tốn hơn so với Hà Nội FC, Viettel hay Công an Hà Nội cùng với một số câu lạc bộ khác. Có lẽ không quá khi nói rằng bản thân ông Popov chính là bản hợp đồng lớn nhất và mang lại nhiều kỳ vọng nhất dành cho người hâm mộ bóng đá xứ Thanh ở thời điểm bây giờ. Vị chiến lược gia người Bulgaria có thể được xem là một trong những vị huấn luyện viên có CV đẹp nhất của V-League khi đó, bởi ông có trong tay tấm bằng FIFA Pro cùng với hơn 2 thập kỷ kinh nghiệm chinh chiến tại những nền bóng đá hàng đầu của châu Âu, châu Á. Trước đó, việc có cơ hội trải nghiệm môi trường bóng đá ở Thái Lịch hay đội tuyển quốc gia ở Myanmar cũng ít nhiều giúp cho vị chiến lược gia này thấu hiểu được phần nào nền bóng đá Đông Nam Á. Đó chính là những lý do phần nào có thể khiến cho người hâm mộ xứ Thanh tin rằng ông Popov sẽ là cái tên làm thay đổi hoàn toàn bộ mặt của câu lạc bộ con cưng. Ngay từ giai đoạn khởi đầu của mùa giải, những nét tích cực đã bắt đầu xuất hiện trong lối chơi của đội bóng xứ Thanh. Chiến thắng được Khánh Hòa trong ngày mở màn của mùa giải mới ngay tại sân khách đã mang lại sự tự tin rất lớn dành cho các cầu thủ. Đó cũng là trận đấu cho thấy ông Popov ngay khi đặt chân tới Việt Nam đã quyết đoán ra sao trong việc tìm kiếm cũng như là xây dựng được cho đội hình của mình một triết lý riêng chứ không hề mông lung như những cái tên khác trong lần đầu làm việc ở đất nước hình chữ S. Đó cũng là khởi đầu cho chuỗi ấn tượng sau đó để biến Đông Á Thanh Hóa chính thức trở thành ngựa ô đầy thú vị của mùa giải năm nay. Sau 3 trận đấu đầu tiên cùng với 7 điểm giành được, thử thách cực đại của Đông Á Thanh Hóa xuất hiện khi mà đoàn quân của ông Popov phải hành quân tới sân hàng đẫy của những nhà đương kim vô địch Hà Nội FC.
Tuy nhiên, bằng đấu pháp hợp lý cùng với sự quyết tâm, các vị khách đã xuất sắc cầm hòa đội chủ nhà và tiếp tục duy trì được đà thăng tiến ấn tượng để thẳng tiến tới ngôi đầu bảng. Đội bóng xứ Thanh duy trì được chuỗi 10 trận bất bại liên tiếp ở đấu trường quốc nội trước khi phải nhận thất bại nặng nề ngay trên sân nhà trước một hiện tượng thú vị khác của giải đấu là câu lạc bộ Công an Hà Nội. Tuy nhiên, thất bại đó chắc chắn không phải là trận đấu có thể đánh gục ý chí của đội bóng xứ Thanh. Dù không thể giữ vững được ngôi đầu bảng cho tới thời điểm kết thúc giai đoạn 1, thế nhưng sự bền bỉ bám đuổi vẫn được ông Popov cùng với các học trò duy trì ở giai đoạn tiếp theo cho tới những vòng đấu cuối cùng. Dĩ nhiên cũng không thể không kể đến yếu tố song hành với Đông Á Thanh Hóa ở sân chơi CUP quốc gia bởi những lá thăm may rủi đã giúp họ không phải đối đầu với những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Tất cả những đối thủ của đội bóng xứ Thanh trước khi bước vào trận đấu cuối cùng đều là những đại diện của sân chơi hạng nhất và rõ ràng đó không phải là những cái tên đủ sức để cản bước một đội bóng đang nằm trong nhóm đầu bảng của sân chơi V-League. Để rồi phải tới quãng thời gian cuối cùng của mùa giải, bản thân câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa cũng đã hiểu được rằng chiều sâu về lực lượng của họ khó có thể cho phép đội bóng xứ Thanh chia đều sức cho cả hai đấu trường là V-League cùng với CUP quốc gia. Do đó, thất bại ở chuỗi trận nước rút cho V-League có thể được xem là điều mà được dự đoán từ trước. Có thể sẽ có những tiếc nuối, thế nhưng việc tính toán được một chiến lược phù hợp cùng với khả năng thấu hiểu các học trò cuối cùng đã giúp cho ông Popov mang về vinh quang cho đội bóng xứ Thanh. Chức vô địch CUP quốc gia ở mùa giải năm nay hoàn toàn có thể trở thành một chất xúc tác để cho thượng tầng của Đông Á Thanh Hóa có được sự đầu tư mạnh mẽ hơn nhằm phục vụ những mục tiêu mới cho mùa giải năm sau. Trong ngày đăng quang của đội bóng xứ Thanh, Bầu Đoan đã thẳng thắn chia sẻ: "Chúng tôi sẽ được đá siêu cúp quốc gia với đội vô địch V-League. Tôi mong Thanh Hóa sẽ tiếp tục cống hiến cho người hâm mộ một trận đấu đẹp mắt. Quan điểm của tôi là muốn các trận đấu được diễn ra sòng phẳng, minh bạch, công bằng để đem đến niềm vui cho người hâm mộ." Chức vô địch của Đông Á Thanh Hóa cũng đã trở thành minh chứng rõ nét về việc trình độ của các đội bóng ở V-League đang ngày càng được kéo xích lại gần nhau hơn. Có thể vẫn sẽ còn đó những khoảnh khắc về chiều sâu của đội hình, thế nhưng đó là điều hoàn toàn có thể được cải thiện trong tương lai gần nếu các đội bóng nghiêm túc với tham vọng chinh phục đỉnh cao của bóng đá nước nhà. Và đó cũng sẽ là tiền đề quan trọng để nâng cao chất lượng hàng đầu cao nhất của bóng đá Việt Nam.